Rồi mình xin chào quý vị anh em nha, bữa nay vào số nha. Đó thì đây cái con 11 người ta mua bữa nay mà tao giờ này, chủ nhật này ngày 7 tháng 4 2024 nè. Thừa Thiên Huế là số 11 nè anh chị. Đó, số 11 nè, thấy không? Ngày 7 tháng 4 là một tờ nè. Rồi, giờ mình bỏ cái điện thoại xuống đi. Mình sẽ dò cho anh chị mình dò cái ngày 27 đi nha. Ngày 27 nha anh chị. Ngày 27 đây. Ngày 27 tháng 4 2024 đây. Đó, Quảng Ngãi là đài chính. Đó, Đà Nẵng nè. Với Đắk Nông đó là đài phụ. Rồi. Số 27. Rồi Quảng Ngãi nha anh chị. Đó. Ngày 27 tháng 4 đây. Quảng Ngãi số 27 nè. Đó 274. Đó, số 27 nha anh chị. Rồi 1 tờ 27, 2 tờ 27, 3 tờ 27, 4 tờ 27. Đó anh chị, 4 tờ 27 nha. Rồi 4 tờ 27. Rồi cái đại gì đây? Giờ này ngày 26 à. Rồi thời giờ này ngày 6 đâu rồi? Đây, giờ này ngày 6 rồi. Đây, giờ này ngày 6 rồi. Giờ này ngày 26. Đó. 26 tháng 4 2024. Thứ 6. Đó, đây anh chị. Đó. Giờ này thứ 6 nha. Ngày 6 tháng 4. 96. Đó anh chị em thấy không? 96 đầu. Đây 96 đầu. Đó, 96 nha. Đó. Rồi để em coi hư máy tại trúng nha. 1 tờ. 2 tờ. 2 tờ là giờ tóm là 200 đó nha. 300. Theo cái hòn này xuống nè. 400. 500. 600. 700. Đó, 700 mua cái tài quế nữa đây. À, 800. 800. 800 mua 27 nữa là 900. 27 nữa là 1 triệu. Triệu 1. Triệu 2. Đó, 1 triệu 2 nha anh chị. 1 triệu 2 mua 1 triệu 2 bước cái đây là cái giải đây là Gia Lai đây. Mình vẫn cái chưa đổi đây. Ngày 6 tháng 4 Gia Lai đây mình thấy nó số đẹp quá mình chưa đổi đây. Cái đây giải 6 nè. Giải 6 Gia Lai đây anh chị. Giải 6 Gia Lai đây. 4331 bữa mình cũng đưa cho anh chị mình xem rồi mình chưa đổi đây. 4331 mình nó rảnh quá bận quá mình chưa có đi được. À, 4331 Gia Lai. Ngày 16 tháng 4. Đó. Đây anh chị thấy không? 4331. Đó, giải 6 nha. Giải 6 thì nó có dồn có 4 con. Mà cái giải trúng của nó đó. Anh chị thấy giải trúng của nó nè. Đó. Giải 6 trúng là một tờ 400. Đó, phía sau là em để 400 nè nha anh chị, 400 nè. Đó. Rồi, thì đây, anh chị mình thấy nè. Một tờ 4331 nè. Không? 2 tờ 3 tờ 4 tờ 5 tờ anh chị không? 5 tờ là 4520 2 triệu. Đó, 2 triệu vừa nãy bên nhiêu triệu 2 đúng không em? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 là 3 triệu 2 anh chị ạ. 3 triệu 2 nha. Đó anh chị, 3 triệu 2 nha. 3 triệu 2. Này anh chị em thấy 3 triệu 2 cũng không, người ta cũng hay lắm nha. Đó, trúng 5 tờ 4331 giải 6. Này. Thứ 6 ngày 26 tháng 4. Đó, giờ lại. Đó, anh chị. Đó, 4331. Đó, rồi, anh chị. Rồi tuyệt vời nha. Đó, cảm ơn quý vị đã xem video của em nha. Chúc anh chị mua vé số may mắn phát lộc phát tài nha. Cảm ơn quý vị rất nhiều nha. Mong rằng anh chị mua vé số cũng trúng nhiều số giải lớn nha anh chị. Cảm ơn quý vị nha.